là đã hầm luôn đúng không? Đá đá chứ. Bây giờ có một cái con đường đeo, con đeo đi từ Đài Lạt đi Đài Lạt này. Còn đây mà chưa lúc đó. Láng mịn ủa vậy là cái trạm thu phí nãy là anh mua một lần qua hai hầm đúng không chứ không phải là mua một này là có tên hai hầm nhưng mà nó cùng hệ thống cầu đường cùng hệ thống của đường cả hết nó thu một lần. Cấm dừng, cấm đổ, cấm lùi, cấm quay đầu. Hôm này lại sáng điện nữa. Đúng rồi, này đá này sáng nè, anh kia mù mù mù. Kia là một nửa vui, một nửa cái đò, cho nên là tối đây cái đò còn. Qua tới đây cái hòa đầu tư hơn.